Nên là chờ mọi người có thể trong cái mình bắt từ sáng giờ từ sáng sắc trắng từ sáng trắng nắng từ sáng làm tóc sẽ làm tóc đó từ sáng ngọc nắng từ sáng tinh sáng sắc tinh lớn từ sáng 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 lớn sáng sắc tinh lớn từ sáng sắc hồng lớn sáng một lục lớn sáng một vải lớn sáng tướng mây lạnh sáng tướng mây lạnh lớn sáng tướng nghìn vòng tròn sáng tướng nghìn vòng tròn lớn sáng vòng tròn bé sáng vòng tròn bé lớn sáng một sáng một trời sáng và một trời lớn sáng và một trang sáng và một trang lớn sáng tướng biển sáng tướng biển lớn sáng tướng mây biển sáng tướng mây biển lớn trên mông phóng ngay rồi nó sẽ thấy xong để nó gần cái vị trí mình bỏ ra chúng gần người ta chúng trời gồng Đừng có bây giờ lắng nghe người ta thật cho lại bên ngoài cái kháng sự không phải các bạn nghe lớn trong hàng trời người nhưng sự không phải các bạn sự những thành đạo thánh nhưng sự những hợp địa sự với con sự là bỏ cho nó cái giác người trong một tác hai quái âm hạnh đó là phần đó là cho nó vừa chút tiếng cho họ không bị đại tác hay là quái âm để cho người nói nhiều để người nói vậy cũng có người có cái tâm các bài đáp càng và đấy không ngày thêm mà thấy có đủ đức rất là bi lớn ngày thân xuất chúng sinh mất phải khổ cho mình mất thế giới ngày cũng hiện cho mình mất thân vậy cũng rất là sắp hại cho cái bài của ngài có đã từng nghe đức thế thôn và vô lượng chư Phật năm mươi phương các mình làm lại cái khen ngày đẹp thế nên là nên là được nghe thế thôn và cho cái đức Phật học quá khứ hiện tại và hiện lai nói công đức của ngài ngài tập tác chẳng thấy nó hết vừa gọi là được nghe đến cái thông báo các người chúng gần các bậc quan tiên nói sự chứng thấy bên ngài sự đức ngài này thành bồ tát có xin thấy tôn từ bi vì chắc chắn sanh tại bồ tát mà tiên nói sự chứng thấy như vậy mà tiên nói sự thấy như vậy ngài này thấy thành bồ tát sẽ đã thấy bên ngài sanh hiện tại bà đây mà tiên nói thì nó chỉ đang như vậy ngày này thì mình thấy là mới thấy một chấm dài gồng với nhau chim lấy lại cái khen lấy cái khen ngày này thì mình thấy là phước lành mà nó phải thấy hết mỗi khả nó rất là có ngày có hai mùa tết trong cái nhiên có lắm sinh con cõi ta bà cái hàng trời người hai trời hồng hoặc năm tử nữ nhân hoặc thần hoặc quỷ nếu tất cả chúng sanh mất khỏi chúng sanh đường nếu có người nào nghe là nếu có người nào nghe thì có ông hay có ông hay mấy tên ông cùng hay ngày ông những tên đó ở đây đạo bộ chính giác cho còn phát triển rồi sao thật có trời có người đổ xô vi diệu cái nhân quả hằng học thì là họ cái cho em cảm ơn từ mi lắm muốn vui đạo tất cả chúng sanh về cái loài chúng sanh về các loài chúng sanh tâm một chúng trời gồng mà muốn nghe ta nói những sự đó chẳng hãy nghe bài của ngài để thành bồ tát mình lắng nghe cho kỹ ta sẽ nói đó ngày với mình bồ tát tập phật vâng bồ tát tên cho con vâng bồ tát tên con xin con muốn nghe con muốn nghe phước trời con muốn nghe phước trời đây đó ngày chồng tháp bạch còn phật đây đó tháp bạch có ngày đi đâu có phật có ngày vâng bồ tát ngày với bồ tát trong này sao nếu không nhưng chúng cái không phải thế giới cái hiện tại này là vì tại sao có vị trời nào không có trời đó mãn nên gây nên hơn không có cái phải đạt được trong bát đạo vị trời đó gặp và gặp anh bạn nghe tưởng nghe này tưởng và cái hiện tượng nghe này thao tác bạn nghe tưởng nghe này thao tác cái vị trời đó bậc nam bậc nữ và cái hiện tượng nghe này thao tác nghe thì nghe thao tác một chiều một chiều ngưỡng một lễ hàng phía trời đó càng lớn bất trời không còn cái ra là rồi chúng ta không có bát đạo không còn cái bị đạo chẳng không còn bị đạo và ác đạo bát đạo không như là có người nào
nghe đến những người ta mà thấy hay tự nghe thầy mà thấy là dùng hương hoa yêu phục báo đuổi ăn để hồ phá đuổi ăn cúng dường này trong mùa tết thầy người này đang qua đuổi với công đức bất lại năm mình đang vậy lại bình nữa rồi mình nói là quan tết cho mình sao cái giới vật phải tại đây bị ra sao những ngày chúng sinh trong sát đường có người nào sắp bên chung cái sắp bên chung mà đang nghe theo của người này trong tác hắn của lỗ tai hàng cái nó được người nó được cái nó thoát khỏi chúng bất đạo tên nó coi chúng bất đạo không gì là không gì là nó sắp bên chung hẹn với trong nhà nên có kể nên nhà cửa có kể vật phá y phục nên cỡ có cái y phục báo làm có chi phí có người sắp mệnh chung mà làm có chi phí để tôi đắp hai hồi bán trong người này thầm tác gọi cho người bệnh và có hái tai nghe mấy gần hàng ăn quyến nhà cửa vật báo về mình mà tôi với anh thận của người này thầm tác hãy người như thế. Vậy tổ chức tập bài này hãy người sống trong đó người bị nghiệp báo người đó nếu có nghiệp báo phải mang lấy bệnh nặng thời gian mức này thì được làm mình tốt hơn lâu những người đó còn nếu người đó có nghiệp báo có mày nó hết phải có đủ cái tật chứng nghiệp chướng để con tự thấy công chứng phải đảm bảo đạo xong rồi có lúc này mình sẽ có chặt con người để cho test xong có chặt con người đúng mỗi người hắn vi diệu mỗi người hắn vi diệu cái đề tải hay đề tử sạch sáu tiên vong được phước lại mình nói này đi ra một test lại mình nói là quay một test làm sao có cái năng tưởng người nó như nào một lúc còn muốn mất một lúc 3 tuổi một lúc 5 tuổi một lúc số một chiếc mắt cho mẹ cho nó chiếc mắt anh cho em chiếc mắt anh cho em nó sẽ không lớn nhưng để nó cha mẹ còn không biến không có ra được một chỗ nào một xanh thấy như nào xanh có cha nào người đó nếu thấy bạn anh tập này để tập người đó như thế bạn anh tập này để tập một tác nó nghe danh hiệu của ngài và chờ một lần chân ngứa một lần đánh lễ trong một ngày cho đến 3 ngày đừng hát tâm ban đầu nghe danh hiệu hiện tượng chúng ta cúng dường hay những người hay những người phục nó sống khắc của người đó nếu do hết nghiệp với đạo và chúng bác đạo hay là công đức ta phải hiện tượng của ngài trong một tác và chúng lẽ cũng như có con cái hay có anh em chị em nên liền nặng giải thoát cả hai cái người như thế sẽ nên có cho con người không có bồi không có chịu cần cần những người cần những người không muốn ta sống bất kia em sống có con người đó có bất lành được sẽ nên có trời có người không có bồi không có chịu rồi nhờ cái bước này nên nhờ cái bước này là cần thêm lớn được nhau và bậc khánh gặp nhau và bậc khánh không vui là quá vui lúc rồi không vui là mất vui để mình nào quen mà thế nhưng người đó là 221 ngày nhưng làm chứng niệm nhưng làm chứng lễ hành tự của người này là một tác nhưng làm niệm người này là một tác nhưng làm chứng lễ hành tự của người này là một tác
mà này mình đang mà này mình đang có đóng một con bé để tạo tác một con biến số một con biến ở đây là ngày tạo tác hiện đang qua bên có phải người đang biến bất bảo chỗ qua trong bà khỏi nơi cõi của hàng muốn sắp sắp có kia đã xem về như nó là khá cho một như nó là khá cho mỗi ngày này mình hiểu ngày này tạo tác một mình biến lên đến một mình ngày hãy sẽ đang ngày tạo một tác sẽ bị hàng tại chỗ đó hồi vào trong đời thì nãy mới nào kia giờ không còn cái không có bên khổ không là nó cái tay hay là mới là mặt cây giật không có cái bên khổ không là nên không nếu mà làm cây giật không có cái bên khổ cho đến khi tay bạc còn không phải vẫn cứ nơi đến hướng nơi đến nơi hằng năm thì còn mình vừa sáu lại về nữa đầu quay màu sắc và là sao nó có cái nam người nữ nào bảy ca nó xâm hành lại về nữa quá em hồi tác trong đời sau có người có cái nam người nữ nào muốn phát tình từ mới có được muốn có được chúng sanh muốn có trạng hoàn chính giác muốn có tâm giới những cái người đó và gặp bậc nghi hiệu của ngài này tạo và cái hiện tượng bậc nghi hiệu và cái hiện tượng của ngài tạo một tác rồi chí tâm quy y đem hương hoa y phục hương hoa y phục đồ ăn để cúng dường cho người nên lễ để cho người nên lễ hãy cho bên cầu có cái hình nam của nữ đó mau được thành tựu không hề bị chướng ngại làm nữ nào quấy Bồ Tát và cho làm sao có cái hình nam người nữ nào muốn cầu cho mình mất đều nguyện cho mình mất sự hiện tại và bị lai không cần cho mình mất nguyện cho mình mất sự bài tại vì lai phải chứ nên nguyện cho người lấy cũng như người khen thành tựu người này trong Bồ Tát hàng những chi bạc còn những chi được cái này được tại những chi còn những chi bạc còn những chi cái được thể ý lại còn một đức thể để thành Bồ Tát còn đức thể bi cũng lớn hơn mới cho đến trong ba hải điện ngủ vui vẻ luôn luôn ba hải điện ngủ vui vẻ tám nên nó ổn vui vẻ tám được chiếu vậy làm nữa là quay một tác trong này xanh có cái nam người nữ nào xanh là trân trọng bất nói với kinh đề xanh làm trân trọng nói với kinh đề hờ phát tâm với thân niệm là tụng kinh điển ấy và gọi đạo bảo sư như vậy như chưa cho tập như là bảo quan ngồi cho đến cái tháng năm nó không được tụng được cho đến cái tháng năm nó không được tụng được do vì những người nam những cái nam đó do vì đời trước không có do vì chiến lược do vì không biết là chết chưa sạch chiến lược chết chưa sạch nên 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 cái này là không không đang độc tụng do vì có nghiệp chiến lược chết chưa sạch nên nên cho nên nên là thờ không có công năng độc tụng cái này người này như kiểu người này phải Bồ Tát hay tôi có người này thành Bồ Tát thì giờ một lần chúng tôi lễ đem mắt với tôi cung kính bày tỏ với Bồ Tát dùng hương hoa y phục đồ ăn Phật báo tất cả đồng hoa cụ cũng như Bồ Tát cũng như tôi Bồ Tát rồi dùng một cái nước trong và chứa tượng Bồ Tát một ngày một đêm sau đó chúng ta cung kính hỏi để uống xem mặt về hướng nam khi nếu vào miệng phải chí tâm trịnh trọng uống nước xong phải cầu tăng nguồn thịt tại dâm và cái vị hài cho một trong 7 ngày cho đến 21 ngày người đó nhốt chim bao cái nam cái nam người đó nhốt chim bao hay là tại một tác
hiện ra vô biên cả nước cho đến người đó. Ok, thế vậy thì là thông minh một bên nghe đến những cái này hồi ấy thì sáng nha, mà không bao giờ không bao giờ còn mang câu kệ nữa. Chính cái này lại mình nói là quán mà tác trong này sao như có người nào ăn mặc không đủ, còn chỉ cũng không toàn nguyện hơn nhiều tập bệnh và nhiều sự không si. Và nhiều sự không si, nhiều sự không si này có không bị ngỏm với hộ chi này nên cái sự thật phải nó có nhiều lây hơn chân nên cho giấc mộng có kinh sợ cho nên cái sự thật phải nó có nhiều lây hơn cho giấc mộng có kinh sợ. Những người này nghe hiểu người này tập thấy hay người này tập một tác nên với tâm cung kính thì đúng một con biến được cái con kính những một con biến hãy những sự tồn tại ý danh đó sẽ sạch thành lần ngày nào ăn vui ngồi mặt cho giặt chính khi mà ngủ trong đến chính cho hãy điện ngủ vui vẻ luôn nó trong chiếc chim bao hãy điện ngủ vui vẻ hãy điện ăn vui luôn hãy điện ngủ vui vẻ luôn. 10 10 hỏi hiểm nguy lại nữa nào với một tác trong này sao nếu có cái nam người nào hoặc nhân sự làm ăn hoặc nhân sự trong sinh tư nhân sự sinh tử hoặc người chắc là phải vào và phải vào trong rừng núi là qua sông bực biển hay qua sông bực biển hoặc gặp nước phục lớn và thiên nhiên đừng hiểm trở người đó trước khi đi niệm lại nhiên liệu này nên niệm nhiên liệu này chết một con biến để thấy hành đi qua nơi nào chỗ nào để có cái bị hành hay hối vệ nghe vậy. Lúc đi đứng khi nằm ngồi anh vẫn ổn vui vẻ luôn cho đến ngày gặp lại hầm sói thì tưởng nhưng tất cả cái độc hại không phải hạ phản với người đó được nhắc vào ban ngày với một tác ngày tầm tác có nhiên cái lớp chúng ta có những bồ đề thế nên bạn sự thấy hình như ta ngày tầm tác chẳng lẽ hại được dòng nó xuống xuống không bao nào nó cho hết được này quen một tác về em là người của ông nên em là nhiều người của ông quen với người đó nhiều người của ông nói chuyện kênh này là như tất cả chúng sinh như ta bà đây quen ta bà đây cho mình kiếp hỏi đừng sợ em vui luôn bây giờ đối với tôi nó gần ta xem bị tàn sức quay hằng kiếp số hằng xa khó tỏ trần hãy nghe một niệm chim những lễ chàng người lễ sẽ không ngần hoặc gần mặt hằng cùng nam nữ qua tàu xích xa và nàng nữ chứ không ai mà sẽ hơn tôi là không nhiều chuyện dữ cha hai mắt mẹ cùng cha quên đại cho em có ok nếu không nghĩ đến thì không biết thì những hình ảnh ở đâu là vật giả vật giả tôi là sẽ hành không có cho đến bị chân lành hai mốt ngày luôn niệm bên hiệu một tay hàng đến bên mình như người muốn hỏi nơi nào đều sơ biến hộp cũng nghe mau đều sơ không nghe mau nếu được không nuôi lòng kính ngưỡng hết cái mọi thứ có được cho bồ đề vô hội muốn tu hành muốn nghe ba con có thứ sanh người này đã có lòng bi lớn nghe ba con có thứ sanh người này đã có lòng bi lớn cái này cho nãy là sẽ hành cảm ơn cho đây người này đã có lòng bi lớn cũng như những cái phép lòng hành nghiệp chứng chẳng hạn như chứng đạo môn như môn ước sớm viên hành các phát tâm tục kinh sách môn độ chúng sanh khỏi tay ác và lập nguyện lớn chẳng nghe bài đọc đầu mình rồi luôn sắp mắt ngày nghiệp chứng nó làm mê hoặc là hậu đời kinh có mời về y phục cũng như đồ cầu các người để tặng có hương hoa dùng cho nó trong một chiếc tượng cách một ngày đêm muôn lấy uống ăn thân dòng thanh lòng ăn trọng con có thân ngồi tại dâm cùng nhói luôn trong 21 ngày trước sau mùa tại nhân cũng nhớ luôn
Anh làm bên cạnh cũng đứa thân và tại dâm cùng nhau luôn. Nhưng mà hồi nãy tao dùng hiểu và là nặng chứ không nên nhau cùng nhau luôn. Nhưng mà hồi nãy tao dùng hiểu và là nặng chứ không nên đại hợp anh. Nhưng mà hãy gọi trong dung hiện chứ còn là chứ không nên đại hợp con giống như người ta nhìn phải là sáng chẳng sai chứ nhà sĩ quan người lớn và biết một cái có ngoại tài chứ một cái có ngoại tài có nhờ bạn là ánh đao cũng sao nhờ có lẽ ánh đao có nhờ bạn người lề nhau muốn mày mà mày không may giấc còn không muốn không không cho được nào những được nào nó làm chung lẽ để tạng ngày bao nhiêu việc khác hãy tiêu ngay mình đến khi ba lời ăn cáo cuối hầm phù hợp với như xài. Muốn qua sông biển đến núi gần cầm có độc mi chặt đón đường á thần ác quỷ mưa gió dữ gì nó con lan có không lường sắp phải cây đi tới chỗ tận của mình chứ cũng gần cứ mỗi còn chim ngưỡng nó gần có chim cá vào trong ấy ta sẽ sập hàng ăn sớm mấy người lúc nghe ta nói rõ thì ta vô thần quay lại lần đó mình thầm những cái phần gọi không tin nó xảy đầy sức nọ nhưng nghe tới đẹp tiền danh hết làm chung lá tầm hành hoa uống như phục chân làm bắt đặt mới điều lành nếu hai năm sau học pháp giới có cái học sinh tới khỏi mấy năm nên biết cái bài sẽ còn sang nhìn nước cõi ha 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 mô đi so ha ha.